biết nha. Thấy thấy gì không? Thấy dự sức thấy anh luôn. Ê từ từ còn má cá bự rồi anh bảo, anh bảo rồi lẹ. Cái này ăn nó dính quýu đọt luôn mấy bạn. Trời trời. Con cá này bự không anh? Sáng, sáng. Rồi ok chưa? Rồi. Hai người cái cần luôn nha. Con đầu tiên nha bạn. Tôm mày đốt cho ta. Tôm á. Tôm đi cho về cho vợ. Tôm đi con. Cá ơi. Cá. Út nè bạn. Chào mọi người nha. Nay đi câu vàng bè mới nha các bạn. Có hai anh em câu à, còn thằng kia tài xế. Có tài xế là muốn đi đâu cũng được chứ. Quan trọng là có tài xế à. Nay anh em mình câu, anh mình thì câu sâu sứ với cám mà bạn. Mình thì câu bánh mì với câu trục biển. Sâu sứ nha bạn. Sau này anh em mình đi bắt chứ không có mua. Mấy chục con. Thằng bén không đó. Bữa nay không có cua ấm buồn quá. Cua ấm câu cá cóc đồ thử. Không có cua ấm. Mới vô là mình lên hàng mới quay chào mấy bạn được. Mình thì vẫn mồi cũ bánh mì. Mua cho 4 ổ bánh mì luôn. Bánh mì thần thánh. Chờ đợi đây. Con cá út đầu tiên. Quên nữa. Uống đu luôn. Phá mồi đó. Cần sâu sứ nó mới quéo. Mà thằng em mình nó không biết giật, các bạn nó dở như dở tôm vậy. Cần này cũng vậy luôn. Càng này nãy ăn giật lên dính mà cái nó sảy nó giục. Càng này cám hay càng kia sâu. Thấy em rồi đó ha. Tích cực đó, thấy có dấu hiệu tích cực rồi đó. Còn mình câu trùng biển thì mấy con cá út nó phá thì thôi luôn. Khổ nó tới rồi. Bạo lực luôn em. Ê từ từ còn má cá bự rồi anh bảo rồi lẹ. Vô đếm. Bạo lực luôn. Thấy chưa anh Bảo, thấy cái thẻo không chưa anh Bảo? Em kêu anh làm cái thẻo đó rồi mà anh cãi không à. Mình kêu ông anh mình làm cái thẻo gì đó mấy bạn mà anh mình không chịu. Chứ giật như giật cái gô á. Thấy cái đầu nó không gị luôn mà sáng nó giật dính. Hay gì chứ? Không, nó gị. Gị phải không? Giật lên đảo phê à. Hai ba nhịp đó. Nè mấy bạn. Thẻo là chì mình nãy ông anh mình buộc chì rồi mới tới lử, cái này là mình buộc chì rồi cái thẻo ở trên nè, thẻo lử ở trên nè. Lên đại nên nói chung là cho cái cục màu nó xuống dưới là nước nó trôi lửng á. Em mấy bạn. Đúng là tổ đãi người mới các bạn. Mình thì quăng mồi, thằng em mình thì nó giật cá. Con này chắc không tới 1 ký đâu. Chắc cũng cỡ 1 ký à. Tính như kế đi. Có hàng có hai tính đồ bự rồi, anh quấn đồ nhắm anh quấn mà cái máy gẹt. Tính đồ quấn cá không lên rồi, hết hồn chứ. Kêu nó nại luôn các bạn, mình kêu nó nại luôn. Tại sợ quấn như bè á, dính là nại luôn à. Em mà nghe. Hôm nay ngày tươi đẹp đổi thẻo cái nó quất liền các bạn. Mình thì nãy giờ tôm cá út gì cũng im ghe luôn. Trời ơi, thằng em tôi mới làm. Mà xa. Kệ có hàng này vui rồi anh em ơi. Thằng em tôi nó giật cái tôi hết hồn luôn. Mà xa nhỏ rồi. Mới mình mới giờ đóng cho ông anh mình bên cần cám bên kia thiệt tình.
đang liệt 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 luôn. Nước này nó còn chảy hơi hơi các bạn. Ok, lên hàng ba xa. Nhận bè hết sức đã các bạn. Trên đầu thì có lứ ha. Nguyên đường dán bự ha. Ngồi ở đây ngâm chờ nó sướng. Nhậu nó lý tưởng luôn, thêm ca lột thùng kẹo kéo nữa. Sướng như đạn luôn. Cá cũng có nữa chứ mấy hồi không nha. Nước tại giờ là nước này nó chảy yếu. Qua mình đi bữa nay mình đi mà hôm qua bạn mình câu nói trời ông ơi nước ương là thấy rồi thấy meo rồi. Gì á? Thôi thằng bạn thằng khác. Thằng nó mới quen đây rồi, em mới quen nè. Đi qua đây ngàn đêm luôn. Có hai con. Nước ương là câu cá không ăn. Bè kia chưa ông chủ cũng lên đuổi các bạn. Sáng xuống không mày xếp xuống xếp đuổi rồi kim chú bác ngâm luôn. Ba anh em chạy thấy chỗ này có con cá ụt đồ nhắm này hay bự quá quẹo vô tấp vô luôn mà nước nó chưa chảy hung nữa. Đây nước chảy mình mạnh chút coi khả quan không. Thấy gì không? Thấy dự sức thấy anh luôn. Đấy. Đấy. Đại ơi, chở hết chữ tôi rồi. Cái gì vậy? Dạng của em á. Em quá em. Quá em rồi, xong rồi em. Chờ đợi sáng giờ nha các bạn. Chờ đợi sáng giờ cuối cùng tôm càng cũng lên có tôm về vợ không la rồi đó. Cái này ăn nó dính quýu đọt luôn mấy bạn. Trời trời con cá này bự không anh. Sáng điện thoại quay sáng mày ngồi đó mày cừ sáng tao quay mày cũng quay đi nữa về tao làm con quỷ này. Ơi ơi bà xa trời 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 trời. Anh gấp gì vậy anh? Em giật rồi. Trời ơi ông anh tôi lấy cái vợt đã đồ ngon rồi, không có ẩu được. Chờ đợi nãy giờ nó ăn nó quýu cái đọt xuống luôn. Nó khác vụ đếm mấy bạn. Ba xa nó ăn hung ghê. Má nhớt cầm. Thiệt tình ba xa nó bằng vụ đếm nó cả ký đó. Ba xa đó. Một thằng ông nội nó đưa hỏi cho nó quay phim nó ngồi nó cừ. Nó là trời. Chết luôn rồi. Thấy nó quýu như nhịp cái nó quýu cái đọt xuống luôn y gan như con tôm cạn ăn nha trời. Quá. Wow. Anh tính nâng nó lên luôn như vô đếm á. Em lấy cái vợt em vợt rồi em lấy ba xa là em thấy ngon rồi. Ẩu quá. Thiệt tình. Nãy giờ là cái cần này cần cây nó ăn lần thứ tư mới giật dính đó đó. Thiệt tình. Quá xui. Làm lại các bạn ơi. Nước chảy rồi nè, nước chảy rồi nè. Đầu cá nó ăn nè. Sáng. Trời ơi, vụt. Trời ơi. Vụt lử rồi vậy? Vụt lử luôn. Ủa sao đứt lử, con gì mà đứt lử? Rồi cá chim. Đứt ngang luôn. Đứt ngang thì là cá chim rồi đó anh ơi. Cá chim. Tại vì sao xứ này dính cá chim nữa. Bự không? Giật lên bự thôi. Bự cỡ nãy không anh? Cá chim hả? Cá chim hả? Chắc bự rồi đó. Nó nặng thịt luôn rồi, anh bị lên tưởng dính gì về rồi đó. Rồi kệ đi thay lử tiếp tục. Cá chim mấy bạn ơi, cá chim mới đứt lử. Tại vì sao xứ cá chim nó ăn nữa. Mình đây cũng sâu sứ rồi nè, mà nó không ăn nè. Mà nó ăn cần trong đó đó. Tại nó trong dẹo bạn, nó bơi ra nó ăn. Thằng cám dính rồi kìa. Thằng cám ở trên dính nữa bạn. Tự dính luôn rồi.
Cô đại đi anh, kể chá đi, họ làm. Dính này bị dính dây, à, dính cá. Dở luôn đi, nó tự dính đừng đóng nha. Dính này bị dây. Ờ cá bạn. Khoan. Trời ơi. Khoan, đừng dở anh ơi, từ từ đi. Chơi chắc đi. Cá cha bạn, tự dính luôn. Anh dìu lên đi. Ồ cũng cả ký à. Rồi. Tự dính luôn. Con này chắc cũng cả ký à. Cỡ cá dù đếm không bạn. Nhỏ hơn dù đếm. Nay anh em mình vụt hơi nhiều rồi đó. Mình mới xảy tôm càng bên đây nè, quay qua nó quýu cái đọt nó tiêu dở lên vụt. Tại câu tôm lử không ngạnh. Chắc nút. Ờ quên nho sao nút. Mấy con này là phải đưa cần nhỏ của mình. Cần nhỏ này nè nó dính nó mới phê. Dính gì sao xảy. Dính lưng rồi dính miệng nữa mà. Em để gọng được không ta? Để gọng luôn đi. Quăng vô gọng luôn. Yêu quái tới các bạn ơi. Cá đang ăn lại cái những mưa gió quá trời gió luôn. Nãy giờ là cắt sâu giật hụt mấy lần rồi đó. Đi thụ lụi chơi không biết có mưa không nữa nè. Mưa dưới cánh này không chứ cánh trên chắc nhách chảnh kìa. Đau lòng. Gió sóng quá trời luôn. Giật lao nó về rồi không biết đâu. Vẫn là sáng. Sáng trong tâm trí nuốt lử luôn rồi. Trời ơi rồi ơi con bé lớn nó nuốt cái lử luôn rồi kìa. Ba xa. Sáng giờ nấy lên hai con gì gan luôn. Nuốt cái lử luôn rồi kìa, nó ăn kìa. Ba xa sao tụt. Bánh mì cá không ăn giờ người ăn luôn. Bánh mì cá không ăn giờ người ăn luôn. Trời mưa xin cô lên trên bè đục mưa đó bạn. Cá đang ăn. Cần này ông anh mình quay trong để cái chân cho đó. Còn cá chắc cá dù đếm á, chứ cá bà xa là nó nuốt luôn. Miếng hai ba lần mà giật không dính á. Tại không canh. Canh là giật xích cái mỏ nó liền. Bữa nay đúng ra mà hơn 100% là bảo cá luôn rồi đó. Đổi điểm bè mới quá ngon ha. Bè mới có cá mới luôn. Ừ rồi hết sức hàng. Lại là ba sa. Kệ có hàng là được rồi. Nhưng mà ba sa thứ dữ. Sáng giờ ba con rồi. Dù con bự dính nhỏ không à. Hay thiệt. Ba sa con ba sa bự cả ký để chuột mà con mấy con ba sa bự lớn cái nó dính nè bạn. Bự ghê không? Ba con rồi, sáng giờ ba con rồi đó. Quay sao đi quay anh biết thằng quá. Rồi. Không biết. Không đổi. Cú đổi. Trời ơi, giật lên một cái nó bị sợ đỡ sướng. Con cá.
Nước tôm cà má. Dạ, dạ. Kẹt đau nhưng mà ăn ngon. Sướng, chịu sướng, đau sướng. Chút mà. Sướng mấy bạn ơi. Uuuu, tôm càng, tôm càng. Dở lên cái rồi nó ghi cái sướng, sướng. Còn mà mua cá sát cà má luôn vậy nè. Cái chừng cá cóc á. À, cá sát. Câu mồi rút mà. Vừa đếm mà xa gì luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Dính chung dữ nữa. Trời ơi. Dính chung dữ nữa rồi. Đây là ba xa. Ở đây mà. Dính kiểu dữ nữa rồi các bạn. Ai 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 dính nữa rồi, dính nữa rồi, liên tục. Nước chảy cái bắt đầu dính rồi nè. Ồ, dù đếm, dù đếm. Êm êm. Dính liên tục. Tỉnh sáng hơi, tỉnh sáng hơi, tới rồi sáng hơi. Ngủ rồi, trời đi sáng như có nhiêu mà ngủ. Trời ơi, nãy giờ luôn rồi. Chết luôn rồi. Có cái kìm nghe này, có cái kìm. Đây, trở lại con cá ba sa của mình. Nó dính cái kiểu thắt gút nè, sau do ruột. Xàm thiệt chứ. Dính cái đuôi nè. Không cách. Không, ba sa bự không dính, dính ba sa nhỏ. Tiếp tục mấy bạn, còn mấy con sâu xứ nè. Ông anh mình ngâm cho hết luôn. Mình thì tiếp tục tôm càng, tôm càng. Ngâm. Anh ngâm mặt ngầu lắm nha. Anh ngâm mặt, anh ngầu lắm mà. Anh ngầu lắm mà anh giật. Anh giật lên con cá kìa. Bảo cái ba sa. Hai đứng ở đây, đứng ở đây, đứng ở đây. Ồ, cái ba sa này bự hơn một chút rồi đó. Êm rồi đó sáng. Anh thấy cũng được rồi đó. Giật rồi bố, giật. Đụng. Rồi đứng ở đây, để đi, để đi. Để ái tắp cái đầu xuồng vô kìa anh. Bè bè nãy giờ xây cá cho cá ăn các bạn. Rồi mình trú mưa xong rồi mình đi. Phải đi chỗ khác câu rồi. Anh em gắng gặn cho hết mấy con sâu xứ về. Này giấc 4 mấy 5 giờ. Bè đó tính ra ngon. Bè đó thả cá dữ dằn. Không xảy nãy giờ là bảo cá rồi. Vụ cá ba sa hết rất ổn. Cả ký. Đợi lên hàng nè mấy bạn ơi. Đức sử dụng hàng hiếm cá bự nữa, rồi mấy con ba sa nhỏ lại dính hết sức tào lao. Trời ơi, cá sát nè ông nội vô. Ủa dồi mấy bạn ơi, cá sát nữa bạn. Để tự dính luôn à. Khỏi câu, khỏi giật. Ủa dồi, cá sát này trứng câu nè, ốm nhôm nè. Mồi thuốc nè bạn. Ba ngạnh luôn. Không mà, nó dây bè á. Nãy giờ nó vậy đó. Dây bè à. Tôm. Mồi thuốc có tác dụng. Bè này cá dù đếm nó ụt nhóc trơn trống, ụt đụ nhánh ụt đùng đùng đùng, cắt măng. Một sâu sứ mà bén mà không ăn.
tại mấy người vớt cá các bạn đang câu mấy hai chồng vô vớt cá ngay rồi luôn, hiểu luôn. Giờ về 6 giờ luôn rồi, nước gì này câu đúng ngon luôn, nước kì chảy gồng rồi. Nên mình về, về tới bến rồi mình quay thành quả cho anh mấy bạn coi. Bữa nay bảo cá ba sa luôn nha các bạn, mình đếm cho bạn coi nè, chết cha chết rồi. Mà ăn bảo hủ ba sa, ruột ba sa bự hủ, một con hai con à, một con phải không, hai con thả nha bạn. Ống ăn để quay phim cho bạn coi thôi. Này cấu cấu phải giáo coi bạn hả, cái gì hai con câu luôn anh hả, cái chứng tỏ câu luôn hả, ba con có lạc cái nấu cháo không có đem nhậu ra, bốn con ba sa các bạn. Này là cái út, còn hàng hiếm hàng dữ này nè, hàng dữ cá sát, tính kiếm cá sát là không có nhiều, còn một buổi sáng kia bắt cá giùm đó, dưới kho nhiều đó, còn không ta hết rồi, hết rồi các bạn. Rồi mình lên mình quay còn trong thùng nữa. Đây hàng nãy là hàng thả, thả mấy con quên tiêu trời. Thả gì? Bốn con hả? Thả gì? Con này nó tính rồi 5 con. Đây đừng búng kỹ càng. 5 con. 5 con ba sa, 3 con cá út, cá bự bự không các bạn, bữa nay cá út chỗ đó. Con cá cha. Dưới con đây là 6 con. 6 con cá ba sa các bạn. Bảo cá ba sa, hai con cá dù đẹp. Mặn luôn rồi. Trời câu có là mừng rồi. Nhiều ít gì. Hôm nay mà không vụt con cá chim với con cá ba sa bự là chắc cũng cỡ 5 số ký cá. Quá buồn. Uống cá ba sa. Thành quả cũng nhiều đó. Về bạn ơi, tối rồi bạn ơi.